Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dino Man, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Ngày hôm nay sẽ là một phần đột xuất của series Ark vs Thực tế, bởi ban đầu dự định là cuối tuần này mới có phần mới. Tuy nhiên do gần đây có một nghiên cứu khá thú vị về một loài cá hồi cổ đại, và con cá hồi này lại là chính là cảm hứng cho con cá hồi răng kiếm trong Ark, nên Dino Man nghĩ cũng cần giới thiệu với các bạn về nghiên cứu này và so sánh với những gì mọi người biết trong game. Vậy nên ngày hôm nay mời các bạn cùng Mê Khủng Long TV tìm hiểu về cá hồi răng kiếm phiên bản trong game Ark so với thực tế nha. Nào các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Thú thật là phải dành lời khen cho nhà phát triển game Ark khi đã tạo ra một trò chơi sinh tồn mô phỏng hệ sinh thái khá toàn diện và đầy đủ. Tính chính xác thế nào thì chưa bàn nha. Bên cạnh những sinh vật to lớn nguy hiểm với sức mạnh bá đạo thì cũng có những sinh vật khác, nhỏ bé hơn, đóng những vai trò khiêm tốn hơn, chẳng hạn như thức ăn cho người chơi và các sinh vật còn lại. Cá hồi răng kiếm là một trong số đó. Theo những gì hồ sơ Ark ghi lại thì cá hồi răng kiếm là một loài cá nhìn chung khá thụ động. Chúng có thể xuất hiện với nhiều kích cỡ khác nhau và cách thức phòng thủ chính của chúng là bơi theo những đàn nhiều con từ 3 đến 4 cá thể trở lên. Dù vậy, cá hồi răng kiếm không thích xung đột và thường tìm cách né xa khỏi bất cứ thứ gì lớn hơn nó với tốc độ rất cao. Tuy nhiên, khi bị kích động thì cá hồi răng kiếm sẽ trở nên tương đối hung dữ và có thể tấn công bằng cách cắm cặp răng nhọn đặc trưng của nó vào kẻ thù, bắt đầu gây tiêu hao máu. Một con cá hồi có thể sẽ không gây ra sát thương đáng kể, nhưng vấn đề là bạn trong con cá thì không chỉ có con cá đó trả đũa bạn, mà là cả đàn cá sẽ lao vào tấn công bạn để đòi lại công bằng cho thành viên bị chọc, khiến tốc độ và thể lực của bạn giảm sút nhanh chóng, và kẻ tấn công lũ cá hồi hoàn toàn có thể chết đuối nếu không ở gần bờ. Mọi thứ sẽ chỉ dừng lại khi bạn hoặc toàn bộ đàn cá hồi đi bán muối hết. Bên cạnh phiên bản thường thì sẽ có những biến thể khác của loài cá hồi răng kiếm mà bạn có thể bắt gặp ở trong game, chẳng hạn như Aberrant Saber-toothed Salmon, độc đáo với khả năng phát quang, miễn nhiễm với phóng xạ, hay X-Saber-toothed Salmon. Bạn có thể thuần hóa chúng bằng cách sử dụng giỏ bắt cá. Trong game thì cá hồi răng kiếm có tên khoa học là Oncorhynchus Gratilamia. Còn về cái tên Oncorhynchus thì điều đặc biệt là trong khi hầu hết các sinh vật trong game đều lấy cảm hứng từ những chi và loài đã tuyệt chủng, thì Oncorhynchus lại là một chi cá hồi vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày nay, với tên gọi chung là cá hồi Thái Bình Dương. Cái tên Oncorhynchus có nghĩa là mõm cong, nhằm chỉ hình dạng đặc trưng ở phần mõm của chi cá hồi này. Ngày nay chúng có khoảng 12 loài còn sống được ghi nhận, phân bố chủ yếu ở phía Bắc Thái Bình Dương. Dù vậy thì dựa trên cặp răng nhọn khi con cá trong game có biệt danh là cá hồi răng kiếm, thì chúng ta hoàn toàn có thể kết luận rằng cá hồi răng kiếm trong game lấy cảm hứng chính về ngoại hình từ loài duy nhất đã tuyệt chủng của chi Oncorhynchus, chỉ được biết đến qua hóa thạch, đó là Oncorhynchus rostratus. Dữ liệu hóa thạch thể hiện loài này đã xuất hiện cách đây 12 triệu năm và tuyệt chủng khoảng 5 triệu năm trước. Chúng từng được cho là sở hữu cặp răng nanh nhọn nhô ra từ đầu mõm. Thế nên lúc đầu các nhà cổ sinh vật học còn đặt cho chúng một danh pháp khác là Smilodonictus rostratus, có nghĩa là cá răng kiếm. Về kích thước thì trong khi những con cá hồi răng kiếm trong game không to lắm, thì cá hồi răng kiếm cao hóa thạch được xác định là loài khổng lồ nhất trong họ cá hồi, khi chúng có thể dài từ 2,4 đến 2,7 mét và nặng khoảng 2 tạ. Những con nhỏ có thể săn mồi như những con trưởng thành sở hữu lực mang, được cho là dùng để lọc phiêu sinh vật trong nước, giống như các loài cá ăn lọc khổng lồ khác. Và điều thú vị mới chỉ xảy ra gần đây thôi. Vốn dĩ ban đầu thì các nhà khoa học nghĩ rằng cặp răng trước của Oncorhynchus rostratus chĩa về phía sau như răng nanh, phần lớn vì hóa thạch răng được tìm thấy khi không còn gắn liền với phần còn lại của hộp sọ, thế nên nó mới được gọi bằng biệt danh là cá hồi răng kiếm. Tuy nhiên, qua những kết quả chụp chiếu và phân tích mới dựa trên những mẫu vật hóa thạch mới được thu thập trong nhiều năm trở lại đây, các nhà khoa học có thể khẳng định rằng cặp răng nanh này thực chất chĩa ra hai bên miệng của con cá, giống với răng của lợn lòi hơn. Bạn hoàn toàn có thể gọi chúng bằng cái tên cá hồi lợn lòi thay vì cá hồi răng kiếm như đã từng. Hiện chúng ta vẫn chưa rõ chức năng của cặp răng nanh này, nhưng các nhà khoa học tin rằng chúng có thể được dùng để chiến đấu với đồng loại hoặc kẻ săn mồi, hay cũng có thể là công cụ dùng để đào tổ. Mặt khác thì họ cũng cho rằng ít có khả năng chúng được dùng để bắt mồi, bởi như đã nói, cá hồi răng kiếm được cho là loài ăn lọc khi trưởng thành với thức ăn chính là phiêu sinh vật. Oncorhynchus rostratus đương nhiên không phải là trường hợp duy nhất bị thay đổi ngoại hình phục dựng khi có những dữ liệu mới từ hóa thạch trong lịch sử ngành cổ sinh. Hầu như loài động vật cổ nào cũng có thể là đối tượng của những thay đổi như vậy. Nổi tiếng nhất có lẽ là trường hợp của Spinosaurus mà kênh đã đề cập nhiều lần. Có thể một số bạn sẽ thắc mắc, liệu nhà làm game có cập nhật sự thay đổi này vào trong game hay không?
Tuy nhiên, mình cũng đã giải thích rằng những sinh vật trong game chỉ là lấy cảm hứng từ thực tế và chúng cũng được gắn trong một danh pháp khoa học khác với các loài ngoài đời thực, nên chúng ta đương nhiên không thể bắt bẻ nhà làm game bởi mỗi sinh vật nói cho cùng đều là một sáng tạo của riêng họ. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn, cũng như sự ủng hộ mà quý vị các bạn đã dành cho series Art vs Thực tế. Nếu thấy video hay thì đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video mới trong tương lai nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.